Trước khi bắt đầu câu chuyện phần 3, chúng tôi xin cảm ơn ông kỹ sư Phan Hiếu đã gọi điện thoại cho biết rằng là cái bản tin giáo sư nói rằng cái viên thuốc ngày hôm sau đó là một loại viên thuốc ngừa thai mà Mỹ nó gọi là Plan B. Xin cảm ơn ông kỹ sư Hiếu. Và chúng tôi cũng nhận được một bản tin của khán giả Ngọc Lê Quang. Bởi vì có nhiều khán giả hỏi Dương Đài là cái bí quyết làm sao để sống đến già 80, 90 mà tâm hồn vẫn còn trong sáng như trẻ thơ, để chúng ta không quên, không lãng trí. Thế thì trước khi tôi cho ý kiến thì tôi sẽ đọc cái ý kiến của ông khán giả Ngọc Lê Quang. Ông ấy nói rằng trong cuộc đời này người ta đau khổ lý do là vì người ta không thấy đủ. Cho nên có lắm người suốt cả cuộc đời đi làm lo hạt tiện để dành để dụ, một quên đi vấn đề cuộc đời, không dám đi đây đi đó, không dám ăn những món ngon, không dám hưởng cuộc đời. Đến lúc già yếu thì mới tiếc là ngày tháng đi qua không còn cơ hội để mà sung sướng. Thế thì theo ông Ngọc Lê Quang thì ông nói rằng chúng ta nên học thời xưa dạy rằng cảm thấy đủ là tốt rồi. Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc, chi nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thị nhàn. Đây là cái quan niệm sống của người xưa, mình cảm thấy đủ là mình không đau khổ, và mình cảm thấy nhàn là mình không bao giờ cảm thấy bận rộn. Cho nên ông Ngọc Lê Quang này ông đưa ra cái triết lý của ông dễ thương lắm. Chúng ta thứ nhất là đừng bao giờ thấy mình thiếu, dù nghèo cũng không thấy thiếu. Nói câu này có vẻ không thực tế, nhưng mà đúng. Là vì mình nghèo là nó nghèo, bây giờ mình đau khổ đi nữa cũng không hết nghèo. Thế thì tại sao mình không vui với cái mình có? Hôm nay tôi chỉ có một chén cơm, tôi ăn gần chén cơm. Ngày mai không bao giờ nó như thế này. Vì cuộc đời này không ai giàu ba họ, mà cũng ai không ai khó ba đời. Người ta không thành công ở đời không phải là vì người ta dốt, người ta kém, mà vì người ta nhát. Có nhiều người sợ vấn đề tranh đấu, có nhiều người lý tưởng quá, đâm ra cuộc đời nó không có thực tế. Ông Ngọc Lê Quang điều nó hay lắm. Ông nói rằng cuộc đời chúng ta sống cứ việc làm việc đúng, nhưng bên cạnh đó phải lo đến bản thân, để lo tận hưởng cuộc đời mà tận hưởng một cách lành mạnh. Chứ không phải có đồng nào đem ra đánh bạc kêu là tận hưởng đâu. Không phải lấy tiêu đủ tiền đi hút sách là tận hưởng đâu. Vác bệnh mà về, mà chúng ta tận hưởng một cách lành mạnh, đọc sách, đọc báo, coi tivi về những chương trình văn nghệ tốt, ba cái chương trình giả tiền bỏ. Và ông ta nói câu này hay, chúng ta đừng bao giờ đố kỵ. Có người ta ở đời khổ là vì người ta đố kỵ, người ta ghen ghét. Thấy ai hơn, đừng trách họ, đừng chê họ, đừng ghen với họ. Cái quan điểm này là tôi thích nhất. Là vì Dương Đại là một người, tôi đã thường thưa với quý vị nhiều lần, tôi không thương ai quá 5 phút mà tôi cũng không giận ai quá 5 phút. Bởi vì đối với cuộc đời của Dương Đại đến cái tuổi 80, 90 là cái tuổi mình đã ngộ rồi. Đời nó là thế. Thấy người tốt, mình mừng. Thấy người không tốt, mình cũng không nên buồn. Vì mình nghĩ rằng mình không tốt thì họ không tốt, có thế thôi. Và đừng chê ai cả, ai cũng tốt hết, ai cũng giỏi hết. Và mình sống như vậy nó thoải mái tâm hồn. Có lắm người khán giả hỏi bí quyết của giáo sư sống lâu mà lại thoải mái, mạnh khỏe. Thì tôi thưa thật với quý vị, nói đến cái tôi thì không hay, nhưng mà tại quý vị hỏi tôi phải trả lời. Tôi là một người may mắn, nhờ phúc đức tổ của ông bà, của cha mẹ để lại. Cho nên ngay từ hồi còn ở trong bụng mẹ đến giờ này vẫn sung sướng. Lập gia đình có người vợ tuyệt vời, 63 năm, quá sung sướng. Có lắm người ghen bảo, ô có nhiều người giỏi hơn vợ ông nhiều, bảo đúng. Cao nhân hữu tác, cao nhân trị. Núi này cao thì có núi khác cao hơn. Nhưng mà tôi không có so với ai cả. Tôi chỉ so tôi và vợ tôi. Và vì thế cho nên đến giờ này, gần 100 tuổi rồi mà chúng ta vẫn thoải mái, vẫn yên ổn. Nếu trời có cho tôi sống đến 100 đi nữa, tôi cũng vẫn tỉnh táo như thế này. Tôi không quan trọng vật chất. Có cũng tốt, không có cũng chả sao. Không quan trọng với gì xác thịt. Đến cái tuổi này còn gì mà lo. Thế thì hạnh phúc là như vậy đấy. Con cháu thì đề hoài,
làm ăn thành công, học hành đến đến chốn. Tất cả những điều mơ ước cuộc đời của tôi đạt được hết. Tôi giờ chỉ còn chờ lên bàn thờ theo ông theo bà. Cho nên ngày nay còn phúc đức còn được ngồi để hầu chuyện quý vị. Ngày mai tôi ra đi, quý vị mừng cho tôi. Sống đến cái giây phút sau cùng vẫn được hầu chuyện quý vị. Người thương cũng có, mà kẻ thương ít thương nhiều cũng không thiếu. Đó là một cái điều tốt. Tôi cảm ơn ông Ngọc Lê Quang đã đưa ra một cái triết lý nhân sinh rất đáng cho mọi người. Nói tóm lại, sống hạnh phúc ở đời chỉ có ba cái thôi. Thứ nhất, không mê vật chất. Thứ nhì, không đố kỵ. Thứ ba, lo tận hưởng cuộc đời. Rồi chúng ta có một bản tin nữa. Đó là vấn đề Phần Lan là xong rồi, vấn đề Thụy Điển xong rồi, và bây giờ đến lượt Tổng thống Putin. Ông ta ra lệnh cho quân đội của ông ta ngừng chiến đấu là vì đã chiến thắng. Thế thì chúng ta cũng mong như ông Putin nói đi. Mặc dù bây giờ chết quá nhiều, theo như cái tường trình của Bộ Tư lệnh Hành quân của bên Ukraine cho biết, quân đội của Nga đã chết gần 40.000 người trong suốt 4 tháng qua. Xe tăng, thiết giáp, võ trang, quân sự thì họ quan niệm rằng Putin coi như mất đi một nửa. Về kinh tế, Putin hoàn toàn thất bại. Là vì bây giờ Putin bị Hoa Kỳ, Anh Quốc và khối NATO cũng như là Liên minh Âu Châu trừng phạt kinh tế. Putin bây giờ không còn rục rịch. Cho nên quý vị thấy đi mò lung tung. Putin này qua thăm quốc gia như là Uzbekistan, Kazakhstan, rồi Ngoại trưởng của Nga Lavrov thì đi qua thăm các quốc gia nghèo ở Đông Dương. Để tới làm gì? Đòi nợ. Rồi mấy cái tên quốc gia Đông Dương này hồi trước đánh Mỹ thì là phải vay nợ, phải vay võ khí của Nga. Thì giờ đến lượt nó đi đòi nợ. Đây là một cái điều dễ hiểu. Lý do là vì bây giờ Nga thiếu euro, Nga thiếu đô la. Trong vòng một tuần nữa mà nếu Putin không có được 876 triệu đô la để trả nợ cho ngân hàng quốc tế, cho quỹ tiền tệ quốc tế, thì Nga sẽ bị liệt vào danh sách quốc gia phá sản vì quỵt nợ. Và sau khi mà đã bị tuyên bố như thế, từ nay Nga không còn cái hy vọng để có thể vay tiền của thế giới. Trong khi Nga còn rất nhiều tiền. Vàng bây giờ Nga còn trên 300 tỷ. Nhưng mà bán không ai mua. Dầu hỏa vẫn còn bơm đều đều. Bán không được. Quanh đi cũng là tàu mua, quanh lại cũng là Ấn Độ mua, quanh đi cũng là Bắc Triều Tiên nghèo đói mua. Không đủ thấm vào đâu. Trong khi NATO và Liên minh Âu Châu, người ta mua cho Putin mỗi tháng cả 100 tỷ đô la tiền dầu hỏa, tiền khí đốt. Cho nên Putin đến bây giờ tan nát. Ngày hôm qua nước Anh lại liệt thêm 386 người trong cái danh sách trừng phạt kinh tế. Họ là tỷ phú, bạn thân của Putin, là cộng sự viên của Putin. Bởi vậy cho nên bây giờ có nhiều cái nguồn tin là Nga nó đang tính lật Putin. Bởi vì nó phải diệt Putin thì nó mới sống được. Trong cuộc đời này, tốt gì thì tốt, đã đụng đến đồng tiền của cái khác là ăn mày. Đấy là một cái triết lý đơn sơ. Vì sao? Đồng tiền nó liền khúc chuột. Thế Putin làm cho bạn bè, làm cho thân tín, làm cho nhân viên bị tan nát vì mất của mất cải. Làm sao nó có thể trung thành với Putin? Trong khi đó thì hàng tướng lãnh của Putin chết quá nhiều. Ngày hôm qua thêm một tên đại tá tư lệnh lữ đoàn nhảy dù loại cơ động bị tử trận ở vùng Donbass, nâng cái số sĩ quan cao cấp trung tá đại tá lên đến 58 người kể từ 24 tháng 2. Còn tướng lãnh chết vào khoảng 15 người và sa thải cũng vào khoảng độ hàng chục người, hết kỳ tài. Đến nỗi mà Putin phải dùng một cái ông tướng về hưu mà bụng phệ,
nặng 200 kg để mà đi ra điều khiển mặt trận thì làm sao mà thắng. Cho nên chúng ta nhìn tới nhìn lui, Putin giờ này chỉ còn là một cái bóng mờ trong cái thế giới cộng sản. Tất cả các quốc gia cộng sản cũ bây giờ họ không còn theo được Putin và họ cũng không dám mơ đến cộng sản. Quốc gia nào cũng tuyên bố từ nay chúng tôi không bao giờ dính đến cộng sản. Tập Cận Bình nếu bây giờ một cách công bằng mà hỏi ra các quốc gia chư hầu thì 10 quốc gia hết 11 quốc gia nó bỏ tàu nó chạy. Là vì Nga còn hơn tàu. Nga chưa đến cái độ mà ăn mòn, ăn rỏi, gọi là ăn quanh như là Tập Cận Bình. Mà người ta còn chán. Nữa là Tập Cận Bình bây giờ mà dính vào Đài Loan là chỉ có bị tiêu diệt. Đảng Cộng sản bây giờ còn là vì chưa dính vào Đài Loan, chưa đánh Đài Loan. Để đấy quý vị coi, Tập Cận Bình bây giờ mà đánh Đài Loan là Đảng Cộng sản tàu diệt ngay lập tức. Dễ hiểu. Là vì quý vị biết rằng Tập Cận Bình giờ này vẫn sống nhờ hàng hóa bán cho Âu Châu, bán cho Hoa Kỳ, bán cho Anh. Mà bây giờ đánh Đài Loan, các cái khối dầu này nó diệt, thì Tập Cận Bình lấy tiền đâu ra để mà bắt đầu nuôi lính để mà đánh Đài Loan. Chứ thật ra Tập Cận Bình bây giờ thèm Đài Loan chỉ vì cái vấn đề nano, tức là cái loại semiconductor chip, tức là kho tàng về chất bán dẫn để có thể phát triển cho các loại võ khí cao cấp và tối tân. Kính chúc quý vị đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.